cô cô đem mi ma tuyệt nạn xâm đẹp buồn, lâm lư cho nằm dầu. Bọc lưng hạ kê lâm trị tròn chủ trương chính sách khăn lâm tập lịch cơ cọ lòng bà tâm, rộn cả trị tròn. Lâm nó bòm đặt trọt lâm trị tròn bòm lành, cô chung thu giác kinh tế lâm trị đề lâm trị tròn bòm cân tạc. Đem mi ma tuyệt nạn ta rình, vinh thẳng, khả trưng đem mi ma tuyệt nạn trị con cồn, chữ ếch đặt đầy lư trị tròn khăn lưng hạ kê lời. Sư vạn linh lang tụ cùng đề mi ma bằng dịch tròn nầu, lâm chan thu đông cho nam ầu. Trung tâm khuyến nông tính chưa tự dung bình chiên mô hình thăm canh và tâm lòng đạo phụng. Cứ chung dọc khai lâm tròn âm anh đạt sư vạn đạt chạy tờ xa vĩnh thuận tình vĩnh thẳng. Dịch tròn nông đông ầu và khát lưng hạ kê lâm dịch tròn mô hình nầu. Xa vĩnh thuận, đoay cập bạc phía tây nam tự tình vĩnh thẳng. Dù tại hạ bông công, lâm dịch tròn nó bành dịch tròn cũng bị đạt rõ. Lưu cho nam chị ầu. Đêm mi ma tuyệt nạn sự bom xa và tâm lòng oai tàu chưa ở lưu tuyệt trần in hạ bo cả tao cả mi cả nhiêm riêng loại tuyệt trần bầm lâm nọ khai lâm tuyệt trần sạch đạt cô ép bầm minh chan lâm minh chật nằm nâng lâm tuyệt trần chan tọ hàng nâng âu năng suất bằng đồ sản lượng cả đây lưu cho nằm nâu âu bị ấy chan và tâm bầm bực lọ ở trò bầm tuyệt trần nâu lâm lưu cho nằm dầu ngành nông nghiệp tính bằng tiền chưa phát thọ khan cạo cầm bằng tụ cung đem mình mà tuyệt nạn tập lịch cơ cấu lòng và tầm chỉ đại chăng chăn cho chàng lâm nọ khai lâm dịch tròn khoa học kỹ thuật tập một lâm canh tác sư vạn cái chuông ăn kinh tế lâm mình chỉ để tại canh tác lâm nọ với nhóc loi tụ cung ăn đem mình mà tuyệt nạn ơi trách và tầm cái đẹp này lâm nọ ơi phân bón hữu cơ bằng kỹ thuật bơm cái sại song đạt lâm nọ ơi bơm đặc chiêng cứ chung đừng làm tròn bom lưng hạ kề tì ở bông chạm lầy lâm nó tự tròn bom canh tác nông nghiệp tì đề mì mà xà vĩnh thuận lâm cho năm chị âu chưa đặt đầy lư tự tròn lưng hạ kề trả ri kinh tế ở đây bột chuồn lời trung tâm khuyến nông các năm qua là đều đã đưa lâm lư cho năm dầu trung tâm khuyến nông chưa tự dùng một chiên lư mô hình cái sạch đặt âm anh ăn lòng và tầm cho năm âu trung tâm chưa rời tại vĩnh thuận chưa giác khăn mô hình chỉ đẹp tại bàn hạt tà ơi bà đâm uyên nam quang bờm lo loi ơi đâm uyên nam bờm mô hình đừng đề mịt mà tình nạn tạch con cô hạt nàn lùi bàn khay bật ngọt bờm đề mịt mà tình nạn chưa bọc lưng hạt cây làm tròn quy trình kỹ thuật chưa bà tập huấn cà na bờm cho chàng khăn bà tâm lạc làm chàn thuộc đồng nâu mình làm tròn bờm lo làm chỉ năng mô hình kẻ con đối với địa bàn xã Bình Thuận thì lâu nay thì đối với bà con ở trong này thì phần lớn là chủ yếu là sản xuất cây ngô rồi đậu tân yên vinh thuận hay âu đê mi ma chưa và tâm hạ bò bằng rim cái nhiệm rim loại rim loan cái nhiệm nâu đê mi ma đêm và tâm hay âu đê mi ma và tâm cái mi ở chợ đê tay lưng sạ sàng đê mi ma và tâm lòng kèo mình có thuộc cái tay nâu và chặt thủ đặc lưng đặc biệt nó là cái khăn lưng hạ kê phần chữ bọc đầy đừng mô hình và tâm đồ cái nhiệm nâu bắt lép khăn lâm dịch tròn bọc đừng hạ kê lâm dịch tròn cái sạch đạt lâm in mô hình nâu chờ từ cùng đề mì mà tịch nạ bỏ rò loi khăn lâm dịch tròn mô hình đừng nọ và tích nơi bọc đừng hạ kê và tâm lòng và tâm lâm chan cho chàng thủ đồng mình các bạn nọ đề mì mà cũng chưa bỏ đi đây lâm dịch tròn cái sạch đạt cũng in khăn lâm dịch tròn bọc lưng và tâm lòng lâm chỉ trăng tọ hàng cùng lễ ấy mà hắn bắt trọ lâm chỉ tròn và chạy đặt mì ăn tâm lòng đuổi lê tục đạt ở thủ dọc bị lực hạ gầy nhìn nhận được và có cái mạnh dạng để chuyển đổi bên cạnh đó thì họ cũng thấy được cái hệ thống tưới tiết kiệm cũng rất là hiệu quả chứ không là nếu như không có hệ thống tưới ấy, thì tất nhiên là không sản xuất được trong mùa đây khi trồng thì cây trồng nó phụ thuộc vào nước mưa thì cũng có những thời điểm là nắng hạn là cây trồng nó sẽ héo và là không đem lại cái năng suất. Đây tôi cùng thị trung tâm khuyến nông tỉnh Bình Định, trung tâm dịch vụ nông nghiệp tỉnh Bình Thạnh, chưa bọc lưng hạt cây lâm trị tròn mô hình và tâm thăm canh lon đậu phụng bọc lép lâm trị tròn bọc nầu tăng cung nghe nâng ấu mạ khan lâm trị tròn bọc lưng hạt cây lâm trị tròn cái sạch đạt âm anh lâm chàn thụ đồng tôi cùng khan lâm trị tròn tập đi kỹ thuật ăn đề mi ma tịch nạ tờ xá đâm uy nam đầy rong dọc tờ mô hình nâu đề mi ma tịch nạ bạch na oi ri tờ bà lây làng ba băng làng tám oi chữ đề tài bom nâu mô hình đang không phải bạch đâm hecta lâm minh uy nam chữ đề tài đi đăng lâm nâu oi pen hecta đối với cái mô hình lạc này đối với bà con hộ đồng bào miền núi là cái này là mô hình rất là mới cho nên bà con rất là bỡ ngỡ rất là
mô hình lạc nâu đề mì mà tịt nạ bông bông cồn khăn lâm dịch tròn mô hình nào anh tự cùng đề mì mà tịt nạ cung in và khăn bơm còn cung trò khăn lâm dịch tròn bơm nâu cung in và khăn lưng khăn lâm dịch tròn và cái sạch đạp âm ảnh và khăn lâm dịch tròn bơm tì cái sạch đạp lâm dịch tròn bọn phân cung in và đặt trọt lòi nâng chai đoạn trên trừng tị lâm tròn bà chiên tị lòn tân lây nhơn chưa bạc thọ đề mì mà bọn lưng hạ cây lâm tâm mè ròn cung in khăn và tâm kinh tế đó loài lưng hạt cây loài bắp rọ khăn lâm tròn để mì ma bắp tầm bòi ở sợ áp dụng từng giai đoạn cho nên là sau này nó sẽ là cái năng suất hiệu quả kinh tế nó sẽ cao hơn. Trước đây thì trồng bí đỏ rồi bắp rồi đồ xanh đồ đen thế nó cũng cho cha in bắp tầm polco hạt bò đậu xanh đậu đen hay âu kinh tế cũng đầy bự lưng hạt cây hay ao tring tấn chất tự cung đề mi mà tuyệt nạ tự dung bị chiên mô hình bà tâm động phong nâu in hơi hài tạp bạc. Lôi mô hình nâu in đề mi mà tuyệt nạ và học bình loài lưu biểu khăn lâm dịch tròn và cái sai đạc ảm ảnh. Hai lần cây dớ, cây trớ, rồi bắt đầu bỏ phong rồi bắt đầu mới đánh luống xong là tiếp tục làm cái ống tưới. Lôi bang khai bơm, đi đăng bang hạt đà đậu phụng chưa tung bơm khai lâm trị tròn và thụ giật. Thụ giật đây lâm trị tròn tại bà mô hình ăn đập bó. Đi đăng lâm để tại đậu phụng nâu bơm phía trọ. Cung in và khan lâm trị tròn kêu chứ nâm mình chứ tập bơ tọ lâm mình tận nâm. Năng suất đạt bang chứ bang tạ lâm mình hạt đà. Lôi tru tạ lâm mình hạt đà và tọ trưng bà tự cả mô hình. Trưng chắc thụ giật nâu, mình hạt đà đậu. Tị mô hình ăn nầu chế nam chứa tập bàn triệu đồng lực hạt cây loi bà chứa triệu đồng lâm hạt tà mình vụ tự trọng bình vật hàn lâm mô hình khuyến nọng nầu chấp ăn đề mì mà tuyệt nạ địch con công bật nàng oai tà ầu ơi thụ giọt kinh tế đuổi lâm tự trọng chan thụ đồng bây giờ mấy giá lương tôi mấy giá làm rây anh nhạc rây âu bờ miền tự trọng khăn lâm tự trọng bơm bòi đạc bọc mê ăn đừng âu mô hình nâu in bọc cái chạy đặc ở màn loài. Hãy lẽ đây khăn lâm dịch tròn nông nghiệp bòi dịch tròn nào. Để mì mà tuyệt nạn bà lây hơi âu, chưa dọc bòi, kéo cầm bòm rất rõ mô hình nâu tới một lâm cho chàng tị ủy nam vần. Mấy cháu mấy con học hỏi, rồi làm mô hình bây giờ là tốt. Đối với lạc thì cái thị trường rất là tốt, tiêu thụ rất là tốt. Tân in long lạc hạt Âu tại thị trường dọc lưng hạt cây. Hạt Âu bông chăm lây cho ỏi cơ sở cho chàng đừng đậm phùng để mì mà bơm bòi sợ tại xã Vĩnh Quang. Cùng cho đây khai lâm thị trường sản phẩm dầu đậm phùng cho ếch đặt chung ở góp. Hạt Âu chạy lạc nâu bọc lưng hạt cây nâng 3.5 rồi 3.2 bầu lâm mình kg. Mạng lệ để mì mà tuyệt nạn cho chàng lâm thị trường nâu và trách lâm chan đồng xuân tân lây chạ chen nâng bốn chữ đâm đồ đâm chín hạt bầu là mình kg đồng xuân nó thuận lợi nhưng mà giá thấp cho nên là nó bù qua trở lại thì phải nói là cái vụ thu đông cũng đem lại hiệu quả rất là tốt. Tự tròn bơm kẻ con mô hình canh tác đậu phụng lâm chan thu đông tờ xa Vĩnh Thuận bực góp bơm khăn lâm tự tròn bơm tập lịch ăn đề mì mà tuyệt nạ bực lọt loi đề mì mà đạch con cồn bơm lưng hạt cây lâm tự tròn bơm bòi ứng dụng khoa học kỹ thuật lâm tự tròn canh tác nông nghiệp ơi mô hình canh tác đậu phụng nâu lâm chan thụ đồng đầy bạc xa ở bông chan play lâm rim xa cà tì ơi tụi cùng đây lỡ ở bông nguyên liệu đậu phụng nâu lâm nó tụi cùng ăn cơ sở bơm châu bơm lưng hạt cây mạng năng sau đấy nông dân tờ Bình Thạnh chờ bơm lưng hạt cây bình rôm bơm tầm đậu phụng bơm xoong lâm chan đồng xuân riêng Việt Nam.